Bà con bụng cười. Chào bà con nha. Bên trong là bên nghệ sĩ, gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị đang làm đó mọi người. Dính á. Bạc dính liền. Bạc dính mà bạc đánh ăn cá rồi. Dính không? Tám dính hồi nãy tám phút sáng anh dính thế tiền. Bữa nay ấy mọi là nhìn thấy im quá ha. Đăng đây là chị chỉ không ngon hết á. Nãy giờ không ngon. Không phải không phải. Không phải. Không phải. Chị khán giả thôi. Chị khán giả từng nãy lần. Không đây nhà của chị nhà đó nè nè nhà chú đây rất quen nè chú về nhà của do là bịt mặt cho nên không biết chú à, chị cho em hỏi chị là người nhà sao với chú Vũ Linh chị à chị không tiện để nói với chú gì ạ. Có chú này là mình biết rồi, chú này là mình biết. Hả? Chú này là bà con nhìn hoài là biết ha. Ừ. Điện vô thì điện ra là biết công chuyện rồi. À điện hả? Sen điện nha. À. Ê, quý cô chú chị, người nhà đến đây để dọn giờ nhìn thấy trắng mà sạch đẹp không? Nhất là cần hỏi với một cái gì làm mộ nè. Thì gia đình của chú đang dọn dẹp cho nó trống lại quý chú anh chị, nó gọn ghẽ lại. Dọn là chuẩn bị xây mộ của chú anh chị á. Đó. Đây là có thể rằng là anh bảo vệ mới bảo rằng á là sẽ uống như gửi cho mấy anh em mình sẽ đi ra ha quý chú anh chị. Về rút sớm hả? À. Thì dọn có thể bà con thấy mộ là rất là trống rồi. Còn trống là tôm tắt rồi quý chú anh chị. Chúng là gia đình cũng không có hỏi và không có tiết lộ thông tin được cho quý chú anh chị xem thì quý cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Đây có thể thấy nè. Ai? Gia đình chú Linh nè. Ôi gia đình thì có tại vì có nhiều gia đình riêng tư cho nên là mỗi người phải có mỗi chiếc xe khác anh. Chứ đâu phải là còn ở chung đâu. Đậu ngoài đó. Ừ. Chút bạn ra đó.
câu câu chuyện. Cái mía, cái mía bữa đó thấy nó lên xanh luôn á, thấy nó đâm cái chồi lên xanh luôn á. Bữa thấy cái đọt mía á, nó đâm cái đôi chồi lên xanh. Còn giá thì bữa đó là những cái hộp đậu á, nó chồi mầm lên luôn. Chú bên đó là mấy anh em mình thường hay chia sẻ và thường gặp chú á, quý chú anh chị. Cái này là bọn dẹp là chuẩn bị xây mộ luôn đó. Chiều nay đổ á. Ừ, chiều nay. Anh em ra ngoài hết, đuổi ra hết á. Ở đây ra đổ, tranh thủ quay đi gặp. Chiều nay là bảo vệ bữa nãy mới lợi nói rồi. Chắc xây bằng đêm luôn quá. Nghĩ ra xây bằng đêm. Đúng chú chị. Nó bên gia đình của chú. Này. Nãy có chú Thanh Điền lên. Tinh Điền lên rửa và đem mố cây lên. Dạ. Ông cũng qua thắp hương cho chú Vũ Linh nữa. Chú lâu lâu rồi chú hay lên đây. Ông thắp hương bên đây xong ông qua bên chú Linh thắp hương. Anh bên thời xây hay gì vậy? Em ở nhà ngoài đầu đường ngã ba, ngoài quốc lộ ngay cái cổng á, chạm vòng chơi vô đây ha. Vô coi chơi. Chuẩn bị xây. Tối xây hả? Tối nay. Tối nay xây hả? Bộ vậy mới đuổi. Phải mới đuổi mới mờ. Đuổi gì thì mình cũng nói chuyện đàng hoàng. Không phải đi. Ý là bộ giải nói là chút xíu nữa 4:30 rồi mấy anh em ra. Vậy tới giờ xây thì họ phải kêu ra. Chứ còn chưa thì mình cứ đi thăm quan thôi. Chụp hình đâu có gì bình thường. Anh nói ngay chỗ nào? Nhà ngoài đầu đường ngã ba, ngoài quốc lộ 14 á, ngoài cái cổng á. Biết rồi. Ngoài chỗ đó nó xe buýt á. Nè, chuẩn bị chắc theo như mình nghĩ là chắc tối nay quá. Tại vì nãy anh bảo vệ cũng có thông báo rồi. Sao ta? 4:00 chiều mà xây. 4:30. 4:30 chắc cái giờ khởi công là cái này kia sơ hơn, ngày mai người ta mới làm. Tại nhiều khi sợ làm ban ngày á, nhiều YouTube người ta sẽ biết, người ta sẽ lại. Mấy YouTube chú chị. Mấy YouTube lanh miệng lắm, nó nghe thấy liền. Nghe giống như là tại như đăng lên á, biết. Đây là đây nè. Đây quý cô chú anh chị, có thể là những chậu hoa đã đem lại nha, kính viếng nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh quý cô chú anh chị. Cái chậu hoa này là của ai đặt cho chú? Khán giả đặt. Khán giả từ Vũng Cát đặt. Ồ. Rất đẹp rồi. Một vị khán giả từ Bến Cát, Bình Dương đây đã đặt một cái vòng hoa đây kính viếng nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh quý của chú anh chị. Rất là đẹp hả anh? Ha. Đó, quý chú anh chị. Hoa này rất là đẹp luôn nè. Ồ. Phải nói hoành tráng luôn quý chú anh chị ạ. Trong có nhạc em chắc quá hoành tráng luôn hả anh. Hình như có người nhà đó tí xíu người nhà lại ấy. Quá hoành tráng luôn ha. Đây là của một vị khán giả hâm mộ. Đặt một cái vòng hoa ở bên cát của quý chú chị. Đặt vòng hoa ghi nhầm là nghệ sĩ ưu tú chứ phải nghệ sĩ nhân dân.
chú cái này mình có nhầm không chú? Nghệ sĩ hay lúc ưu tú mà sao mình nói ưu tú mình cũng không rành á. Nghệ sĩ ưu tú mới đúng cái chú. Do cái người đặt đó chứ. Dạ. Chắc là bên kia người ta không biết ha. À, sao cũng được, tức là người ta muốn ổng làm nhân dân á. Nghệ sĩ nhân dân là cái danh hiệu nó hơn nghệ sĩ ưu tú à. Tức là cái người đặt này người ta muốn ổng là của nhân dân á. Cho nên người ta đặt vậy á. Cái này là cái điều đặc biệt á. Cũng có ưu tú không? Ờ đúng rồi. Cái này đúng rồi, coi chừng vậy. Rồi. À, cái video đó bữa đó em có xem rồi. Sẽ. Dạ. Em sáng là có hai ông đó sáng. Dạ. Dạ. Canh ngay nhà của chủ. Có một vị khán giả đặt đặt dòng hoa cho chú mà viết cho cái viết ở tên là nghệ sĩ nhân dân luôn rồi. Chắc người ta là muốn đưa chú lên làm là nghệ sĩ nhân dân á, cho nên là người ta mới ghi. Đúng rồi, tại vì được đúng rồi, được người dân á yêu mến á. Mất rồi vẫn không được. Đây nè, chỗ này mẫu đó của chú anh chị. Mình nghĩ chắc là được người dân người ta yêu mến quá cho nên người ta nên phong cho ổng luôn. Bữa mà em ghi hình mà có chú từ ở Cà Mau mà 5 giờ khuya mà chạy xe máy lên tới đây lúc một ngày trời. Nghệ sĩ nhân dân chắc này là chắc người dân người ta phong cho ổng luôn à. Dân tự xưng luôn. Tự phong. Cũng như là được lòng người dân nhiều quá. Hả? Tổ chức phong như mà nói mà không ký luôn đó, chứ không phải là đây mình muốn làm gì làm đâu. Dạ. Cái nhân dân với ưu tú gì cũng vậy. Dạ. Một năm xét một lần gửi ra tới mày. Đúng rồi. Nhưng mà những khi xét là không được luôn á. Có nhiều mà không như Thanh Hằng á. Với chú Kim Tử Long đó, thì rồi đó. Bà Hồng Nga cũng vậy á. Dạ. Không được luôn. Nhưng mà cái này chắc con nghĩ là do người dân mình không tặng cho ổng luôn. Mình cũng chưa biết. Còn cái gì nhà nước không tặng không, yeah. Không biết gì trong tay. Nhà nước công nhận mới được. Có mình tặng không không được đâu. Mình tặng công đại gì đó nè. Mình tổ chức là nó đã viết ra. Rồi đem về nhà nước rồi công nhận nó mới được. Cái này của người ta tặng chứ đây đâu phải đây. Đúng rồi. Y như bữa trên chợ Tím á, thấy không? Trên chợ Tím quán cà phê mình khai trương á. Dạ. Để bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng khai trương Hồng Phát bị phạt liền. Cụ Trạc Lát anh đó mà cái quán cà phê cái đó là người cái công an cáo mang liền. Cái đó là cái người đó là tự tổ chức tự là làm tự ra tổ chức tự làm để mình lấy cái tiếng còn cái này là do cái người tạo tự cái lòng của người dân là không sao. Không sao tốt liền. Đúng rồi, này là do tự người dân là không sao nghe. Bởi vậy cái này là do người dân người ta phong thôi. Đó. Thì gia đình của chú là bên đó nó quý của chú anh chị. Đó. Cho nên là sắp xây mậu quý của chú anh chị rồi. Đó. Cho nên là sẽ sợ một số anh em YouTube đó, người ta vô quay á. Cho nên là ta sợ mấy anh đang tầm bậy tầm bạ mất công câu view á quý của chú anh chị. Nè ha, phải là gia đình đến đây là dọn hết rồi, thì bên những anh em thì cũng đã thông báo rồi, trong vòng 4 giờ rưỡi sẽ mời mấy anh em ra ngoài, để cho là bên những anh em bên thợ xây người ta sẽ đến đây làm việc, thì cái thời gian chính thức thì đã bắt đầu rồi đó quý cô chú anh chị, nhưng mà cái giờ chính xác là mấy giờ thì vẫn còn là một cái ẩn số nha. Thì nói chung là bên trong đó là chị và gia đình thì đang bàn và thảo luận về những một số anh em mà
đăng những cái thông tin mà sai lệch ở trên nhà của người ta, mà dám đăng là bán nhà này kia đồ ha. Những anh đó là nói chung là mình cũng không có nói động tới, nhưng mà mới nãy mình có nghe là bên gia đình người ta nói như vậy thì rất là tổn đức nghe quý của chú anh chị đó. Làm gì làm nhưng mà phải cố gắng được có động phạm gì đến nhà của người ta đó. Rồi thấy là bên gia đình nè vẫn còn đứng đây và để thì nhà thấy có thể thấy là những cái mộ của chú á là đã dẹp những cái hoa đi hết rồi, hoa không còn hoa nữa, đã dẹp hết luôn. 4 giờ chiều là bắt đầu anh em sẽ đi ra, 4 giờ rưỡi chiều anh em sẽ đi ra. Thì có thể thấy là Duy Minh đưa một số cái video này lên, có thể là những cái anh em sẽ YouTuber sẽ là đến đây để là chia sẻ với quý anh chị, cho nên là chắc thôi có một cái nói chung là đến chia sẻ bình thường thì cũng không nói, nhưng mà chia sẻ về động địa tới bên nhà là không được nha quý của chú anh chị. Có thể thấy là mấy chú với chị vẫn là đứng bên trong đó để là bàn bạc và thảo luận ha quý chú anh chị. Đây xe thì bên đó đang đậu hai chiếc xe đó của bên gia đình của người nhà. À, một số đây cũng bên người nhà của người ta luôn, nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý của chú anh chị. Thì anh em có thể là chiều nay hay là được cập nhật sớm những cái thông tin và chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem đó. Là chính thức chuẩn bị là khởi công xây đó. Nãy là mình nghe anh bảo vệ nói là sẽ mời mấy anh em ra 4 giờ rưỡi và để cho mấy bên thi công người ta lại đây là tức là đã chuẩn bị xây nghe quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có thể là chia sẻ về cái thông tin này cho tất cả bà con được biết và được xem ha. Thì phải thấy là chị không biết cái chị bịt mặt đó là ai, còn cái chú mà hay mình chia sẻ thì chú này thì mình quen à, chú này là bạn thân của là chú Vũ Linh đó quý cô chú anh chị. Còn cái mà cái phần cái hoa mà để kính viếng á là có một vị khán giả của Bến Cát người ta phong tặng cho là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, phong tặng là nghệ sĩ nhân dân quý cô chú anh chị. Đây là do người dân phong tặng nghe, chứ không phải là bên gia đình nghe quý cô chú anh chị, có thể là xem và phải hiểu nha, đừng có ấy. Thì hoa rất là đẹp không quý cô chú anh chị. Bên gia đình bây giờ chuẩn bị đi về rồi đó quý cô chú anh chị. Mình nghĩ rằng là khi mà sau khi gia đình về sẽ bên bảo vệ người ta sẽ mời mấy anh em ra để là chuẩn bị thi công vào buổi chiều. Mình nghĩ rằng là mấy anh em sẽ khởi công làm ban đêm luôn quý cô chú anh chị, để là tránh những cái anh em YouTuber đến đây để là ảnh hưởng đến là cái công việc công việc của các tất cả những cái thợ xây. Nói chung thì một ngày nào cũng sẽ đến thôi, thì hôm nay mình không nghĩ rằng hôm nay lại đến sớm như vậy của chú anh chị. Đây. Chú này là thường hay là đến viếng mộ và sửa sang lại mộ, dọn dẹp này kia đồ á. Đây nghe nói là đây là bạn thân của chú Vũ Linh đó, nó đang nói chuyện và tâm sự gia đình đó với chú anh chị. Thì buổi chiều nay thì ở đây thì nó cũng
cũng rất là buồn, khung cảnh là không còn ai nữa, trên chỉ còn là hai ba anh em YouTube thôi. Cho nên mà chia sẻ về cái thông tin này thì bà con cũng nên là nắm giữ và chắc chính xác là như vậy nghe quý cô chú anh chị. Hôm nay là 24 rồi. 24 nếu mà tối nay mà khởi công xây á vào buổi tối á thì ngày mai sáng sớm thì mấy anh em mình sẽ trực tiếp vào đây sớm để cho tất cả bà con được xem ha. Mộ thì có thể thấy là đã ấy cát hết đủ của chú gì nè, dọn sạch hết trơn rồi thấy không. Người thân thì đang đứng đó để bàn công chuyện, thì người ta nói là mà tránh hồi nãy có chị áo trắng nó không biết là ai, cũng như người thân trong gia đình người ta nói có cái anh nào chia sẻ là bán nhà để là xây mộ cho chú Linh. Thật là rất là khủng khiếp với chú anh chị. Mình bữa đó như mình cũng có xem mà mình lướt qua thôi đó. Đây, bên đây là để mình qua bên đây để là chia sẻ bên đây một tháng nữa xong rồi mình sẽ chiều mình sẽ đi ra ngoài để là cho mấy anh em thi công làm ha. Đây bên đây là bên kia cũng có là bảo vệ có gia đình ta cũng đến đây. Còn sớm thì cô thân kia ông Huệ được là chồng của cô là dọn dẹp những cái phần chỗ ngoài giữa sạch những cái phần mộ đó rất là sạch sẽ luôn, và những và được cúng chú Thanh Điền, chú đi cúng vòng đây nè quý cô chú anh chị, vòng tất cả các nghệ sĩ luôn, và cái dĩa trái cây thì ai thỉnh nè quý cô chú anh chị đó. Thì chị thì bên là gia đình đó. Để quay xung quanh cho quý cô chú chị xem về cái buổi cảnh ban chiều ha. Đó, nắng rất là nắng luôn. Đây quý cô chú anh chị. Thì chú cũng vẫn còn đứng ở đây. Đợi. Tại là bên mộ của chú đây là đã dọn sạch những cái hoa cái hoa mà nó bị héo á. Tối nay sẽ chuẩn bị là xây. Đây mình ấy là cho quý cô chú chị xem ha. Chịu chắn là bên gia đình của là chú ha. Thì nay cũng xới chiều quý chú chị khoảng tầm 4 giờ mấy nha. 4 giờ này dắt 4 giờ mấy em. Ở đây thì không còn ai nữa. Chỉ là bên gia đình một hai chị khán giả thôi, mộ thôi. Dạ, của một cái vị khán giả hâm mộ ở Bến Cát á chú, mà người ta phong tặng cho ổng là nghệ sĩ nhân dân luôn chứ không phải là ưu tú nữa, do là người dân mình á, do người dân mình là phong tặng nghe quý cô chú anh chị. Còn bên cái phần kia thì mình không rành ha, còn này là do một người dân á, người ta phong tặng cho chú là danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân luôn, không còn là ưu tú nữa nghe quý chú anh chị. Nghệ sĩ nhân dân có thể thấy là nó có cái uy tín hơn và cái danh hiệu cao hơn quý cô chú anh chị. Là được người dân mình là phong luôn. Nói chung là tại vì chú được rất là nhiều là bà con yêu quý, cho nên là tự bà con là tự phong luôn chứ không phải là bên gia đình nha.
đây mình nói một vị khán giả đã hâm mộ và để cái ấy tự phong tặng cho chú luôn quý chú anh chị. Có thể là buổi chiều bên gia đình nữa lên dọn lời rất là tôm tắt luôn quý chú anh chị, rất là gọn gàng. Thì khung cảnh xung quanh á thì nó rất là êm lềm luôn buổi chiều nè. Để mình quay vòng cho quý chị xem ha. Này. Hướng bên đó là cái chỗ mà hoa sen á, cái đường mà khi mình đến đây tại mộ chú á, thì mình đi tới hoa sen, mình sẽ có cái đường quẹo phải, nó để cái tên đường là đường nghệ sĩ á, thì mình vô đây khoảng từng 100m là tới mộ chú thôi. Đây hôm nay cũng có là bảo vệ là bên của hoa viên cũng vô đây cũng thấy. Tự khán giả để chú, tự khán giả, tự một vị khán giả tự phong cho chú luôn nghe quý chú anh chị. Còn bên gia đình không biết luôn. Cái này là bên gia đình của chú cũng không biết luôn nghe, vị khán giả nào luôn quý chú. Tại hồi sớm mình có hỏi một cái chú mà giao hoa đó, là chú nói là bên cái người đặt á, người ta làm như vậy. Ờ đúng rồi, quá đẹp luôn. Hồi nãy tại cái chú đem vô chú không biết để đâu cho nên chú để tạm ở đó đó, quá đẹp luôn quý chú anh chị ơi. Nè, quá đẹp luôn quý chú anh chị ơi. Nè, người hâm mộ khán giả hâm mộ đã tự phong cho chú luôn. Đúng là tại vì chú được nhiều bà con yêu quý á, cho nên là có một số bà con nói phải phong tặng cho chú là cái danh hiệu là nhân dân là mới đúng, cho nên là tự làm. Bên gia đình cũng không biết luôn, gia đình hồi nãy có hỏi ai. Giờ cảm thấy là nó tôm tắt và nó gọn gàng quý cô chú anh chị ha. Vâng, thì quý cô chú anh chị nãy giờ thì Duy Minh cũng đã có hỏi thăm và có thể là tối nay xây quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh cũng xin là kết thúc video lại đây thôi, để cho chiều rồi, để cho mấy anh em để đây là người ta làm việc ha. Giờ mọi thông tin sau thì mà quý vị và khán giả đón xem vào ngày mai ha. Giờ xin chào tạm biệt, thì gia đình vẫn còn ở đó quý cô chú anh chị nha. Đó, chú này là bạn thân của chú Linh nha. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn bà con lên một cái video tiếp theo ha. Chào tạm biệt bà con ha.